Vãi cả nhau hắt gì. Phải Axel uống tiền vạn tốt thật. Hello anh em, hello anh em. Sáng nay vừa mới đi ra khơi về anh em ơi. Sáng nay em vừa mới ra khơi về xong. Nó có phần thưởng cố định rồi anh. Nó có phần thưởng cố định mà anh Hữu Huỳnh. Chứ không có chọn anh ạ. Hôm qua ba anh em đấu là được tổng top 1 là được 220 kim. Ba anh em hôm qua đấu cái top 1 là được tổng 220 kim luôn anh em ạ.
Anh em thấy ok không? 220 kim là quá ok rồi. Hôm qua chia ra là đâu đấy mỗi người được 2 su mốt một đu top. Mỗi người được 1 su mốt đu top ấy. Chắc là bắt đầu tối nay bắt đầu phát thưởng đua top, bắt đầu phát su đua top cho anh em. Còn sáng nay thì em Trường vừa mới đi ra biển. Và vẫn đang tuyển anh em nhé, vẫn tuyển thiếu 4 slot nữa để cho anh em mình đi ra đại hải trình nhé anh em. Đi chúng ta đi kiếm 7 6 7 3 3 nhé anh em. Ở ngoài biển á. Anh em mình làm tem đi thôi chứ ở nhà làm gì nữa. Đi kiếm lúa rồi anh em ạ. Em nghĩ khả năng là thành công cao đấy. Rồi hôm qua em xem em bấm quẻ xem thầy rồi. Là đợt này là em hợp mệnh với đi biển. Đấy, còn anh em nào mà cảm thấy mà có thực lực gọi là tìm tuyển một đầu bếp. Tuyển một đầu bếp nhá. Một scout. Một editor. Thầy của nó không trả cái món nào liên quan đến em cả nên em không đấu được anh nào ấy. Mà em không có tiền để đấu anh Hữu Huỳnh á. Nó là top 1 là nó có một là 40 viên huyền tinh 8 nhá. Đây giờ em đọc cho anh Hữu Huỳnh qua cái sơ cái top 1 bang hội này. 40 viên huyền tinh 8, 90 viên thủy tinh, 1 phi vân, 5 chiếu dạ hoặc xích hố, 100 dương mảnh hoàng kim môn phái răm đum ôn, 1.000 lệnh bài boss, 15 bộ võ lâm tịch tẩy thủy kinh quyển 1. Cái gì nữa ta? Một phi vân thường, 5 dương an bang, 3 hôm qua anh em ở trong bang đấu đến tận 17 kim một dương cơ. Dương an bang hôm qua anh em đấu đến tận 17 kim một dương hơi căng. Nói chung là ví dụ như cái dương ăn bang ấy, thật sự ra là nếu mà có tiền á, nếu mà có tiền đấu cũng được. Nhưng mà rất tiếc là em không có tiền. Đợt này kinh tế nó hơi eo hẹp. Nhưng mà em lại muốn là kiểu được ép ấy. Kiểu được ép để cho anh em có cái để xem ấy. Em muốn là để ép để cho anh em có cái để xem á. Như đồ ăn bang em muốn là được ép để cho anh em có cái để xem. Bây giờ khả năng em phải đi kiếm cái phôi kháng tất cả trừ 1. Kiếm đến 6 cái phôi. Suddenly you're nowhere to be found. I turn around and everything has
cố gắng kiếm lấy 6 cái phôi. Giờ trước mắt là phải hoàn thiện cái ấn đã. Giờ phải cố gắng đưa cái ấn lên cấp 5 đã. Giờ em thường phải đưa cái ấn lên cấp 5 xong bắt đầu em thường mới đi ép an bang được. Con bot này điên. Mà mày nó dám nhông lên tận đây đâu đánh anh em. À, thật. Mày láo này. I can almost smell that liquor through your taste. The bubbles with that started me stab like you don't know what comes next. We've been here before, know what you're gonna say. Been thinking of you, why don't you come through? There's nobody at my place. I'm always your afterthought. When you're in that state of mind, no, you won't, but I wish you'd stop wasting my time. Yeah, because you only love me when you're lonely. When you think I'm moving on with someone else, it's like you like me better. Nếu mà đeo về an bang chỉ có đủ 80 chậm 80 choáng. À 120 choáng 80 chậm. Like you like me better when we're not together.
tội ác. Ê. Ta vừa ải thủy xong lại bót thủy, à lại quái thủy sao? Mày này. Trời, bây giờ xe đam khỏe phết anh em ạ. Mày hà bưởi, mày giờ nó khỏe vãi.
giật. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Không biết thẩm quyền thì nó còn cái bộ ăn bang không ta? Nhắn tin hỏi nó cái. Thằng béo này. Đánh cho thằng béo nó hiểu vấn đề. Yeah.
xông lên. Mày hay nhất ạ. Mày. Nhập tâm hoành, hoạnh tâm nhồng. Đã kiếm được đầu bếp để đi ra biển rồi chưa anh ơi? Vẫn đang thiếu đầu bếp á. Đầu bếp này phải biết thổi cơm nhá, chứ không ăn kiểu đồ Tây đâu. Phải biết nấu cơm gạo trắng nhá, chứ không ăn kiểu bánh mì bên Tây đâu nhá. Mà không biết được ăn gạo là có hợp với đồ biển không ta? Mẹ, cái này lại bắt mình lại phải ăn kiểu bánh mì nó mới hợp với thì vỡ đoàn. Gia đình chúng tôi là quan ngại lắm ấy. Mãi con mộc chụp cũng rất mất thời gian. Mẹ mày, từ lớp 1 đến lớp 5 tao chưa sợ thằng nào nhá.
chúng ta nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp này. Mông là một, toa là hai, tô ra các bốn, chân dài là lắm. À, hệ mộc, hệ mộc, hệ mộc. Ê, mày một chân giật em ơi. Mày, à mày. Đánh chết bão đây. O là một. Em thấy bọn em đi càng ngày càng nhanh. Con Gabi này nó bị trột rồi, nó không biết. Ủa mẹ, con này không được gì anh em ơi. Ồ, không được gì rồi. À, được viên 7. Được viên 7 anh em ơi. Một viên 7 là bằng hai viên thủy tinh rồi. Được một viên thủy tinh, ngon. Một viên tinh 7, một viên thủy tinh rồi. Không được. Bảy uy sáu ở cây tớ nhỏ. Ai được chút sáu anh em ơi. Bảy thì đẹp. Ôi rồi. Giật mình nhầm. Coi tổng vệ sinh là được một viên thủy tinh, hai viên huyền tinh, một huyền tinh 7, một huyền tinh 6 cũng được. Nó rơi vào đâu đó là một huyền tinh 7 là 600 xu, với 300 là 900 xu. Ô văn kê, 8 cái kia. Every time that I fall,
Đạp chết mất. Ngạp 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 rách mồm. Có một, có hai, có ba, có bốn. Xanh thời là lắm. Ok. Mẹ em sao tự nhiên tiền vàng. Má em nhận rửa xe lên đổ tím đó. Trên một đêm mà nó xong một ngày nó đốt hơn 100 vạn. Nó kinh thế. Má em xe 8 ngày đốt gần 1000 vạn. Thì không có lợi cũng phải hại như này. Bà mẹ ghê thật. Mẹ ăn lương nhiều thì cái đó thì phải tốn nhiều là điều chắc chắn rồi. Nhưng vẫn lãi mà sao mà ý giả tiền vạn nó kiếm ra nó lâu đấy chứ còn ai chả biết là dùng vào chuyện bình thường nhưng mà ý giả là bảo nó kiếm lại nó lâu. Hả? 2.1. Thì 220 kim kia chia ra số lượng tổng lộp 100k bao nhiêu đó. Còn được 12 cuốn, 12 cuốn quả là một tịch, 7 cuốn tại di tinh, 13 di chỉ tinh, hoặc là Torex không? Thôi, quan trọng là lấy cái đấy. Để mắt lên luôn, mắt là quả là một tịch tại di tinh. Rồi bớt con thiên nhẫn về rồi cái bàn. Hai cái bài luôn, cái bài cầm, cái bài cầm. Nam mình gần 125 luôn ạ. Chưa nghĩ về các bạn nên các bạn lẹ thật. Yeah.
Cái ác này đã lộp đâu mà lộp, bảo lộp rồi, đi mày à mày. Tỷ huệ đưa tiền trả tiền sáu rồi, mới mới rồi à. Cái gì? Hả? Nói chứ em trả tranh rồi, nào có đưa lại gì? Nói chứ em trả tranh rồi, giờ bữa có đưa lại cho em. Ông Huệ ông nói cái đéo mic rè vãi lồn rồi. Hả? Nghe thấy cái gì? Không nghe thấy gì? Kiểu này là bật ra ngoài điện thoại rồi. Lên cái Shopee anh đặt cho tai nghe chậm 200 ngàn 300 ngàn luôn, xài phải á, tuyệt vời. Em đặt cái Shopee này có 300 ngàn thì xài cái đúng không mình hoang. Anh mua cái tai nghe có 220 đặt nghe điếc hết cả tai. À, chắc là dùng laptop, gửi dùng laptop hay dùng máy PC, gửi cái ultra này vào tôi chỉnh cho xem nào. PC hay laptop cũng vậy thôi, em vẫn đang là laptop nè. Gửi cái ultra đây vào em xem cho nào. Mẹ mất thời gian thật đấy. Mẹ vừa tranh thủ ép cái kiếm hết 3 kim rưỡi. Ép kiếm kim để đeo ép để kiếm kim á. Cho ép chi. Đồ má đĩ ngoại không bắt cái kiếm kim đi, đồ có để làm gì đĩ ngoại. Đổi con ấy qua đường mua bán mẹ đi, tranh thủ được giá bán đi, để làm gửi ultra đây, người ta vào người ta xem coi cái mic nào. Giời ơi. Ngồi buồn buồn ép mẹ đéo cái gì, ngồi tương dương chán quá. Quýnh năm nay nữa là em đủ điểm mới chẳng nè. Điều trả lời một tay cặp yếu rồi. Đấy rồi là liên đấu mình thua mình mới có win 12 mà đang ngồi trên top 3 đã top 4. Thầy đợt này nạp bao nhiêu cái đô cấp thầy? 9 cấp 3. Quá mạnh dữ vậy. Em bố cái hàm 20 kim rồi. À 20 kim. Kim thật. Bữa mình lơ ngơ lắm ngáo. Mình đổi con thiếu lâm ra làm mất hết 500 mấy nếu nộp được cả cây thật tí. Cô Nguyên chưa giải ngân cái lương tuần đi nhỉ? Giải rồi đó, đợi tí anh lên giờ đó. Anh em cứ bình tĩnh đi. Xong boss thì mấy anh cứ liên hệ mấy anh lấy đi. Lúc ông mới ngồi anh em không bảo. Bảo như là nó bảo rồi, không bảo đâu anh. Bảo nên nó có lúc nào nó rảnh đâu. Qua em hỏi nào không rảnh, không rảnh em lấy ảnh với em nhiều lấy luôn xong tập vậy. Anh lâu lâu đi chảnh ấy. Cái địt mẹ à, mấy cái luôn lắm luôn là không. Rồi đợi tí ultra lăng lát thành đâu nhỉ? Bán mình vừa một cái đôi tóc bang thôi, nghèo quá rồi. Lấy đéo kiếm đéo ra mình cũng được một cái. Mẹ qua có thằng mẹ cái chẳng này mà chơi 30 có sinh lực nữa thì ngon không phải nghe, nó chơi có 20 à hay thật đấy. Qua có thằng ngồi shop bán của thiên ngoại 800 vạn kịch luôn. Anh chụp vạn, thấy một vạn rẻ rồi anh. Nói như vậy chúng ta có 400 xu chứ nhiêu. Chưa tới 400 xu. Mẹ cái thằng Gia Nhi nó đánh 5k lệnh bài boss từ đêm qua đến giờ chưa xong.
À 10k. Nó cái ultra này ở đâu ta? Nói đi sao nào được chưa? Có ai có phôi bao tay nữ hệ mộc không nhỉ cho em xin nhỉ? À Phương ơi, hôm qua em mở ra có bao tay đồng kiều không? Em có đấu với đâu, ai đấu mà? Ai đấu nhỉ? Thế là không được, ai có làm cái đéo thì mà không được. À không thái đâu. Thể với cái mẹ mày bực thật. Cái rắc này ông này bị lỏng rắc rồi. Là bị mua vé đấy mà. Cái disco của ông Huệ là cái rắc ở cái rắc cắm tai nghe ở máy tính của anh nó bị mò ve ấy. Anh cắm mẹ cái lỗ khác, cắm đằng sau đít đi, đừng cắm đằng trước nữa. Đây anh Nguyên on rồi kìa, đây ông nào mà lấy lương thì ấy đi. Ấn nước của ai ấy? Của anh Bét chứ đang có ai này. Lương gì? Cô cháu. Để anh em nào lấy lương thì anh Nguyên on rồi kìa, lấy nhanh đi, tranh thủ hoạt động bây giờ. Nhi bạn là chung chung nhầm mồm lấy thì bảy giùm em chứ. Anh Nguyên ơi. Anh Nguyên. Ơi. Đấy, anh nào lấy lương thì lấy lương cho anh Nguyên đây này. Anh đang on đây này, không tí nữa anh lại bận thì lại bắt đầu lại đi hỏi anh ấy. À lương hôm qua trừ ngựa xong là còn bù trừ bao nhiêu của anh đấy Nguyên? Quả anh ép cái giày lồn lên luôn ạ. Số má vật chất 8 thương thủy tinh ra 22 thì bà. Nó hay bị nhá. Hết hết tình rồi. Hết tình rồi. Cái thật. Anh Toàn, anh ấy hỏi là thừa thiếu bao nhiêu để anh ấy bù cái anh Nguyên. Này nhé. Ủa sao này, 22 vậy? Bảo kích máy. Còn chất 8. Bắt đi tân lục à? Thì tin luôn. Đến 7 à? Ờ, đến 6 là 7. Cảm ơn. 7 cũng 22 đó. Nó giảm đun từ 22 đến 25 thì bây giờ nó ra 22 thì nó đen gì đó. Thì bảo đen là. Nhìn cái tên pháp ta đã muốn bị tốt rồi. Ủa, nếp cái ảnh hả? Ủa, chính anh sao lại đi về đó? Em nhớ em không thể đi về thử mà. Em rồi dày, hứa mắt bỏ lầu. Nhưng mà anh em ra vậy thì chịu anh. Nhưng mà sao cái, nhưng mà cái dòng phòng thủ quản lý như cái dòng thân pháp như vậy rồi bỏ cho ép nữa làm cái gì? Em cài qua một cái tên pháp rồi. Đi giày hỏa hay đi giày gì cũng được, người ta mặc xét nhu tình thì người ta làm sao có đủ hiệu ứng nữa em. Anh ép cái bao tay này đi giày hỏa ký bảo ăn không? Đâu bữa em nhớ anh đi ban ép cái giày thủy rồi. Ừ có giày thủy thôi. Ép giày hỏa đi bao tay thủy. Giày hỏa nó dễ hơn cái bao tay hỏa. Ép phòng thủ 22 ngu lắm mà nữa. Thì phải có đít mẹ mày quân sư à. Mẹ em theo quân là chân anh Phan Thủy Tinh chứ. Phan Thủy Tinh. Ờ. Quân Thủy Tinh là gì? Thì quân Thủy Tinh thì hai hàng thầy chịu do xua chứ để cho em. Ừ. Thế sao mày còn chửi tao? Mẹ không biết gì. Do tay anh ít thịt thanh pháp nó mới rớt dòng phòng thủ. Không phải đâu, cái môn cái sao mà cái này là bị đen. Nói chung là bị này là đen. Nó bị ù rồi thì thôi, nó bị mò ve rồi. Lấy cái máy sấy cái ổ cắm tai nghe đi. Không chuyển lỗ cho nó đi, đừng có đặt cắm cái lỗ nữa, cái lỗ đấy vứt đi rồi. Nó nhòe rồi. Cái ổ đấy, thịt nước vào cả cái ổ đi rửa nó đi một điểm. À, đi có thằng nó bảo là thân pháp 11 là cái bài của em để lên phòng thủ 25 thì bây giờ nó em nhầm cái thân pháp 11 nó ngứa mắt vãi lồn em nhầm đấy
nếu mà cái thân pháp 15 mới mát được 25 quên mệt mẹ cho nó im mẹ một là nó có bảo em bỏ 5 thủy nó có bảo em bỏ 5 thủy tinh cơ anh quý ạ, nhưng mà là đảm bảo em lên 25 nhưng mày như thế là cũng đáng đi bạn ạ. Anh ngồi khuyên mày rồi mày cứ chưa nghe xong anh mày lại hỏi ý kiến ba thì mới trở ra một giấy. Thế thì em bảo anh bảo bỏ phun thủy tinh hết cho ba. À, còn 300 con nó đánh như có 200 con anh ạ. Mẹ em mẹ buổi sáng đéo ra viên hình đến 7 là anh đoạn 6 rồi. Mẹ, tối hôm qua anh cứ ngồi anh trực cả đêm để anh đánh thay mày còn đang đéo ra được nghe. Thế là hết giờ ra thì đến 7 rồi. Ừ. Anh đánh ra mười mấy viên năm mà đéo ra nổi viên 7. Để tổng kết coi được bao nhiêu cuốn sách à? Cái cây của ông cái ổ ấy, lâu ngày ông vệ sinh thì nó sẽ bị nhiễm điện rồi lánh ngô ve rồi. Rồi lấy nước xịt vào lấy vào rửa. Bây giờ bàn chải đánh. Bây giờ ông đứng chân đất, em đứng ở nền đất, giờ cái tay khi vào nó có bị tê tê không? Tê nó bị nhiễm điện. Còn ví dụ mà duỗi hai chân hai tay xong bắt đầu giật giật là đi. Không anh em biết là đéo dựng đứng đâu, duỗi thẳng biết tưng hai chân ra là đi. Mình phải bảo vợ con cứ thấy tao đứng cười lắm. Mày gọi tao mà tao không biết trả lời là phải đạp tao ngay chứ không là đi. Thấy rồi, tao cứ đứng nghe đang cười. Tự nhiên duỗi hai thẳng chân hai chân thẳng tưng ra xong bắt đầu giật 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 là đi. Vô phòng boss anh em, phòng boss rapper và mà nó nhiễm điện vậy thì làm quả tai nghe bluetooth vào đỡ cái gì? Thì nhiễm điện đấy xử lý dễ mà, có cái gì đâu. Anh lấy một sợi dây đồng á, anh bắt vào cái vỏ ấy, xong anh chạy dưới đất á, thêm mát cho nó. Được. Chân là mà còn không nữa thì lấy cái búa. Còn không nữa. Gọi là tăng mát cho nó đi, giống như điện lực thôi, làm dây chống sét thu lôi á. Còn cảm thấy khó quá thì ra shop làm mẹ cái cây mới. Mua cái men mới thôi, chả phải cây mới đâu, chỉ cần mua men mới là được. Nó bị nhiễm điện mà bị hở là do men. Cái men cái men mà nhiễm điện ấy là đa số là kiểu bị phụt vào á, kiểu lúc xem siếc nhiều ấy xong là phụt xuất linh tinh nên là nó bắn vào nó bị chập. Xem lại ý thức, xem lại ý thức nhé, lớn rồi đừng để anh em phải nói nhiều. Nhất là ông Ivan ấy. Ừ. Anh ba đứa này em ạ. Ba đứa hay bốn đứa thì cũng thế thôi, nhu cầu cá nhân thì nó vẫn tăng vọt. Cái sẽ đấy thì có bao giờ mà này là kết thúc đâu sự nghiệp đâu anh đúng không? Mà chán được đâu. Nó vẫn cứ quay đều. À, ngồi chơi game đến 1-2 giờ vào mần tí nó đọc đạp ra nó bảo ông đang chơi game đi. Chị chờ tiếp. Mày nghĩ tao sợ mày chắc. Thế là thứ sao chứ anh vợ mày lâu rồi á hả chờ. Ừ, mày nghĩ tao sợ mày chắc, tao chơi luôn. Mẹ tao cũng đang khó ngủ bỏ mẹ ra được ấy chứ, anh có nguyên ra đâu. Đợt này còn đỡ cái sức ăn trên liên minh á. Trải nghiệm cảm giác đang sẽ không phát ra rút mẹ điện. Mẹ vậy đá rồi bạn hỏng á. Không anh. Thì ra lúc đấy ú ớ luôn đấy chứ. Đá vào họng ngõ thì mai lại cứng họng mình. Không, mai tán thần thiên ngay. Em bình thường sao cũng được, còn mấy em đang làm cái gì mà vô phá đó là ăn đấm liền luôn. Anh nhưng mà nhìn tướng anh bé con đấy mà cũng đánh được vợ. Cũng thấy người ta, người khác nó cũng quýnh được mấy gì. Ui giời thôi, ông nhai bén này, ông im mẹ mồm đi. Nói thật, nhảy này, nghe đàn bà ngoài Bắc này mà loanh quanh lại nơi tôi một tục tốt.
Ông cứ bắt lạt vợ trong Lam, ông cứ nói oai đúng không anh Hai Ngón? Mẹ mới ra gặp vợ ở Hải Phòng đấy, ông cứ tỉ tinh tiếng đi xem nào, ông gáy đi. Thôi ông ạ. Em nói anh biết là anh xin ấy, lúc mà vợ anh ấy lấy bát cơm cho anh ấy thì ăn nghe ăn ở trong Lam ấy, ăn nghe ăn, anh đưa cơm em sới. Còn ở ngoài Bắc ấy, nó bảo này, hốc xong chưa, đứng dậy rửa bát. Cứ ở đấy mà ăn cơm. Em phải đây nhận là phụ nữ trong Nam. Phụ nữ trong Nam rất hiền. Phụ nữ trong Nam hiền. Ngoài Bắc này mẹ mới rơi vào là mệt luôn. Mấy đứa em không phải đâu, tại vì là trong lấy cái lối sống là nó cũng không không nó không như phụ nữ mình, là nó làm chịu quá quá trong quan tâm đến gia đình như chồng con đấy, thì nó sống phụ nữ nó sống thoải mái hơn. Mấy đứa em đây. Bảo em ngày trước nó ở ngoài kẹp nó vậy thầy ạ. À, thôi ông Hải ạ, à, ông im mẹ mồm đi, ông sợ vợ một vành. Do mình thôi chứ do đéo gì à, vùng lại do mình thôi. ok chị bỏ này từ đang chưa tiền vạ tả mày bắt nhiều quá lộn. Hôm qua thì hình tinh nhờ đúng không? Hôm qua được thủy tinh bạn. Ờ, hôm hôm qua huyền tinh, còn sáng nay thì thủy tinh mẹ. Tính ra em đánh hết cái đó là tính là 1.800.000 con luôn á nhớ. Đầu ra 1.800.000 gì à? Làm nhau em cho về lên rồi tích liền. Tôi ông ơi. Đưa em là gần 1.500.000 rồi. Hồi tối là 1.300.000, sáng là thêm 700 nữa. 2.000. Tôi đánh đâu mà em đánh đâu mà? Em đánh ở Vĩnh Lạc. Hả? Vĩnh Lạc đó. Vĩnh danh cái luôn gần quý. Tình viên chung với ba. Cái gì phân tích ba lọc tên mờ em nha. Ừ, ổng kêu ổng bằng nó không có kéo xe rồi được. Ổng chơi một ạt mấy đứa kích lộ phân tích á. Ông ấy cũng ý thật là ông ấy gọi ông về đây, lộ phân tích thì cứ gọi về đây. 16, 18, 16, 18, 12, 23 cuốn sách 9, 10, 7. Gọi ông lộ phân tích về đây chơi. 11 viên vệ tinh, còn 300 mấy, gần 400 con bọt. 23 cuốn. Bảo ông ấy nếu mà bận quá để Ultra lại. Để em bú. Bú gì đâu, em kéo hộ cho cái gì đâu, cái thật là hỗ trợ anh em chuyện bình thường. Ông ấy không chơi xe. Một ác cũng được. À mà nó có đi trên mà, không có xe được. Đấy là người ta nhiều khi cái công việc ví dụ như làm nhà nước này kia người ta vẫn đam mê ông ác của ác ông ấy được đầu được gì ông ấy đầu tư vãi lồn luôn đấy chứ. Ừ, được cả cấp lẫn đồ đi ngon. Điểm danh đấy, ôi giời mẹ mấy ông này đang điểm danh đó, người ta chốt mẹ rồi không. Bỏ bộ phòng thủ đi nghe anh em. Đúng rồi anh, ông đó chơi có đầu tư, chịu đầu tư. Đầu tư ấy, đầu tư ác luôn ấy. Nó không bằng những anh em mạnh nhưng mà trên cỡ trung bình, ở ông ấy ở tầm khá luôn á. Chứ không phải là xuất sắc. Tầm trung trung như anh thôi. Nói chung ổng là trung trung như anh là như nào? Ổng muốn chơi á là chơi giao lưu với anh em, chứ ổng không cần thiết ổng phải kép xe hay là lương cao gì hết. Chỉ có người để chơi cùng. Boss 12 giờ. Thiên Vương 12 giờ nhanh cái tay lên. Mấy ông thắm nữa 9 ít đi nha, 8 ít đi nha, chạy hơi chậm á. Chạy nhanh quá đang quật cả. Mất phanh kìa, ma mất phanh dừng lại ma. Cái gì? Mất phanh chạy nhanh quá mất phanh. Em tăng mắc chạy luôn mà lại. Điệt mấy hợp em cưỡi tông xương tăng mắc chạy. Em điều khiển con chiếu giả sang cho anh xem, chạy tốc xương mà. Mất dậy không? Phanh bớt thì nó nhanh quá trong tập. Mất phanh. Lại đít ác kiểu đéo hiểu kiểu gì. Ủa, tự nhiên à, mình đứng im chắc lắm hả?
em thành lên ra nữa hay off thằng khi âm lên lại anh thành rất là buồn. Anh Thanh ấy rồi, anh Thanh sợ mất ít hai lương, anh Thanh phải hoạt động chứ mấy nè, anh Thanh còn tốn thôi. Anh nào lại vừa vào nữa kìa. Ngày qua là cũng em không biết. Anh em thấy anh là hoạt động rất mơ. Đường môn xa nhá, đường môn xa nhá, xong lên đường môn xa Thiên Vương á. Bây giờ đặt kèo hỏa sát thiên nhá anh ơi. Bỏ đen quả sát thiên kìa anh. Anh hơi buồn, anh ngại giao tiếp. Đỏ đang không? Nó nhiều. Anh giờ đừng ngại giao tiếp. Thạc thành luôn thì em còn sợ cả anh em hát một. Vậy hôm qua là con mãnh thú ở trong người Ivan đã được thả ra và đã bị hiến ngay trong trận thông tin tối hôm qua. Anh bảo đứng môn xa rồi mà. Hôm qua rời hở thế nào mà trường đeo top 2 à? hôm qua đánh ngon, hôm qua được thế trận được đánh anh. Tại cái ông Ivan cứ nói chuyện liên tục nói chẳng nghe được báo bót thầy ạ. Em bảo rồi mà, cái con thiên nhẫn của em nó không phải là do em đánh ngu mà quan trọng là thế trận có được đánh hay không thôi. Không, bọn đang nhảy đâu. Bọn đang nhảy thiên bây giờ. Nhưng mà nó thả quẩn thì đã không còn nhiều đâu. Nhưng mà hôm qua có cái ấn công nhận là có cái ấn này vào mẹ mình nhỏ ghét mạng nó tốt thật. Rõ ràng nói thì nói mình công nhận là có cái ấn này vào nó vẫn cứ là cái gì đó đẳng cấp. Đường môn rớt ác, nhanh cái tay lên Thiên Vương ơi. Thiên 3 giờ anh em sao lại chạy 12 giờ chứ vậy? Nghe tay nhẹ, tay nọ đi tay kia rồi. Ui đi mẹ các bạn, ma tí chết ạ. Bây giờ ba người giết thì cũng náo hết rồi. Thế là thằng bú còn con Côn Lôn mà. Bú Côn Lôn chết rồi kìa, cái thằng này. Thằng My chết mà. Côn Lôn chết rồi, Vinh Tổng ác là vừa ăn Côn Lôn Thanh Y Tử kìa. Vinh Tổng ăn Thanh Y Tử kìa. À, Nga My mà. Nga My nhưng mà sao lại giết thành công Thanh Y Tử? Nga My mà, nhưng mà con bot lại ghi được Thanh Y Tử kìa. Thiên 3 giờ đây. Này hết Thiên 3 giờ đây. Nó bị lag, nó lỗi hình ảnh rồi. Để ý nghe thằng kia nó sẽ ăn xong vô độc nha. Nó lên đây này. Ai chưa ra thì đứng chặn cổng đi. Đánh chặn cổng 3 giờ đi. Thủ Nam rồi. Nó lên này anh chặn em. Chặn cổng 3 giờ đi anh, chặn cổng 3 giờ đi. Innova nó ở cổng bao giờ anh em? Anh Thành về đánh phụ ở cổng cho em đi anh Thành ơi. Cổng đéo chịu được rồi, đông quá, hoạt động mấy dịch quá. Kéo lên đem. Tất cả đường môn ở lại, còn lại tất cả đánh về cổng 3 giờ đi. Nó tưởng mình yếu, bây giờ nó đi nó cướp mình đấy. Đâu cướp đâu, nó ăn xong thì... Bây giờ nó không đụng mình. Đây là từng chân đánh nè, thấy anh. Qua đây bot được rồi. Để cho chúng nó lại đánh 6 giờ này. 6 giờ dưới bot này. Lại bú cái tay kìa. Anh đây. Quay lại bot. Quay lại bot. Ôm luôn bot đi anh ơi, ôm bot nhanh này. Ôm bot nó bú nó ra rồi. Đây, bú nó đang ra lưa thưa. Đánh thẳng lên 12 giờ đi. Để anh ra bot cho, thảy lên. Sắp chết rồi. Quay lại bot được rồi anh ơi. Ôi bot sắp chết rồi, cứ đánh đi. 1-3%. Cụ đi rồi, 21 cú anh ơi. Sao? Đấy, hôm nay... Ôi, có một lầu nào nổi BK đó, đua top kìa. đua top luôn. Phải đâu này là Dũng đó. Chơi bẩn thật. Đại ca Nguyên này. Công nhận từ lúc lên con thiếu dạ chạy nhanh thật. Đại đâu ơi. Từ
từ lúc em mặc cái áo mới thì chưa thấy con lợn nó chạy qua. Đánh vào cổng đây, bung mê ca đây, vào đây cổng bung, đánh bung mê ca cho nó đây anh em. Anh Nguyên nói vậy. Đây là boss thì mạnh nè. Đây em đã câu đai mày loạn rồi, đánh đi. Ủa đấy, tiền, tiền kìa. Hả? À em rồi em cùng phát đó. Em phát. Hết rồi, hết rồi. Nguyên rồi. Mà phải chết. Em phát nghe đến lúc này dạng ra. Rồi, xong rồi em. Mình còn đầy slot như loại mà ấy cho anh em vào mà. Hồi sáng mua được 10 cái đô la giá 200 xu. Anh mới mua 10 đô la giá có 190 để mà. Ok. Bán 40 đô giá 200. Lắm đâu tốt mà. Đầu tư tương. Mẹ chưa giao dịch xong đòi lắm lắm. Còn gà. Tiếp tục anh em à. Còn à. Đấy, anh em tranh thủ 5-10 phút là anh em xong rồi, bây giờ anh em có thể off được rồi. Em đi làm thế này. Thế còn cái khung 12 giờ trưa này mà làm mới chỉ trừ khi là làm công ty thôi thì mới mất khung giờ trưa thôi, còn làm gì thì làm, cũng là đa số là ở nhà. 12 giờ trưa này có làm ý được thôi thầy ạ. À, đúng rồi, còn đâu đa số là ở nhà mà anh cũng biết mà. Công ty, cơ quan thì đang về được. Thì đấy, thì em bảo là làm công ty thì em không nói, chứ kể cả cơ quan nào làm giờ theo đúng giờ nhà nước thì làm gì cũng giờ làm, nó ăn ở 12 giờ đấy. Còn làm văn phòng nên anh cơ bản là mấy ông đi làm công ty như thằng Còn Đinh ấy là nó sẽ nó là bị gò bó thời gian chứ không nói. Là biết từ sao rồi. Là biết được thằng Còn Đinh từ đầu server rồi. Còn lại mấy ông có ai là làm công ty như nó đâu. Đúng rồi. Tao mà. Tao suốt ngày mẹ nha. Tao làm công ty này, tao làm công ty gia đình này mà mày biết cái đéo gì mà mày nói. Mẹ tao chân vừa dậm máy khâu, mẹ mày tay vẫn bấm chuột. Chết đéo. Mày đi khâu bấm chuột bố loại lời phét. Tưởng một tay một tay bấm chuột, một tay thò vào trong quần. Lươn lại cứ chui ra lại chui vào à? Tí 12 giờ Hoa Sơn nhá anh Thành ơi, anh Bảo Chiêu ơi, đừng để giao dịch anh mà. Đừng để anh chứ đừng để anh người ta. Dạ, từ từ đã giao dịch anh với Trường Thắng. Anh đặt từng cái nhẹ nhàng lắm, từ từ. Đặt từng cái nhẹ nhàng. Từ từ. Anh phân tích cái rồi, anh phân tích cái rồi. Phân tích à? Tết thì năm 93. Ồ, 93 thì còn ít tuổi mình. Thế mình phải đổi tên thành văn sự mới được. Tích sự. Anh em tích sự à? Thằng nào cầm tên chữ vô đi. Hello văn sự nhá. Anh em để volume lên 200. Năm mươi đô tấp lên đấy. Anh đang đấy. Mì cắn quá. Mì cắn quá hả? Anh em đấu giá này. Ok. Phân tích là vô bang đang chơi cứ nói chuyện thoải mái anh em. Mà ghép tí lệnh bài đánh quý. Để là còn ghép. Do ghép là ghép lần 3 lái câu. Ít bố anh em à. Tím em hỏi bố nha. Tím để em. Tím để em mở cho ai cần gì thì em đưa. Không đâu. Giờ em đi lấy cơm cho hai đứa nhỏ này. Thôi em lấy thủ đi ăn cơm mới đã. À, lấy cho tôi luôn nha anh đi. Trăm rưỡi. Trăm rưỡi một tỏ luôn, có biết kíp chip hộp luôn. 200, 201, 202. Phòng tán tên là Hỏi Sắp Thiên, bát 333. Văn Tích có đấu giá đồ thì vô đấu nha. Tình tin Cẩm Nang.
người ta chốt rồi, anh có quyền sinh tám. Ivan em xem thầy rồi. Ivan 600, 601, 602. Ủa anh, 7 tỷ. Anh hai ngón quán thì chân đơn bao nhiêu vậy? 701, 702. Cái đó thì hút là 600 xu một cục đúng không? Rồi. Rồi, 608. Nếu mua thì mua bằng giá hút thôi. Ok. Liên quan chung chung. Sinh hồng 18. 100, 101, 102. 2, 21, 22. Vân tích hoài. Của anh chăng đơn của anh hút hả? Hay sao không có thời hạn vậy? Đúng, chứ chưa có event có thời hạn đâu em. 300. Ờ, không có, không có. 31, 32. Em nhớ đợt server kia nó chơi thì event có thời hạn. Chốt 1, 6, 8. Ừ, nè 6. Mà chưa âm lại gì nhỉ? Không thể đâu. Mai chữ âm âm chữ mai đã tiền hậu lộ. À, của anh là được kiếm tiền à? Đã tám. Đường kiếm mai. Hả? Biết đường kiếm. Cái gì? Biết đường kiếm. Để em mở cho anh cần gì nói em. Không để chặt luôn được gì đâu mà. Xin bao tay mục ba dòng nha mai. Đợi em đấu giá xong rồi em nói cho. Tiếp anh em, từ từ đi. 81, 82. Đốt luôn đi, ai ấy lại giao dịch anh em ạ. Ơi. Thôi. Đâu nào cái 8, em tính cái của anh đâu. Em chốt rồi Ivan ạ, để ông Phương đi. Mai trả tôi 200 xu nhé. Từ từ. Anh hai ngón là gì nhỉ? Quyền sinh 8 của anh ấy. À, đây. Đấy, tạc của anh, tất đấy, tất của anh là 4 viên. Tiếp tục anh em ạ. Đây, trả tôi 200 xu. Chết, tụi bó ơi, hình như em đưa nhầm, phải không? Em đưa cho anh tiên hô lộ thường mấy bình đấy? 12. À, tại có tiên hô lộ đánh bót em. Em tưởng là em giao nhập. Cái thằng ma này. Cái gì đó? Đáp mặt. Thầy thành trung tâm nè, đúng không? Trung tâm chứ. Đấy, thấy chưa? Em nói mà anh. Ôi, khi anh bảo là trên trung tâm của anh đâu rồi. Thế anh không giúp chia cho em. Bú. Ê, cùi bạn Kim đâu? Chị Kim đâu? Ghi sổ đi. Ờ, phải nói ghi sổ em mới biết. Gọi ai? Đây, bí kiếp kiếm hồn đây. Gì đâu nhớ hồn. Dương Châu con mình tử nè anh Thanh. Ông tiểu bối này ông chồng mình chửi nè ta. Kêu xin đồ, kêu qua lái cái đi đâu. Ở đâu? Tài thành trung tâm. Ok. Lạnh quá và Ivan là 1.8 nha. 1.8 với lại 3.1 là bao nhiêu? 4.9 nè.
đúng rồi em. Bố tìm kiếm tổ cũng đi ra một đường tám đánh lên bạc năm trăm ra xe vào chiều sách ăn ban tối anh mở không biết ra có thừa cái gì không ta ra hai ngọc bội hai ngọc bội à hình như thế hai ngọc vậy là hai ngọc bội hai nhẫn sách ban à hình như thế qua ngủ sớm chả biết ông mở ra gì em chỉ nghe đồn có hai nhẫn sách ban hai đồn chỉ nghe đầu được rồi rồi ai cái gì kiểu bói với là anh Phương lấy cái gì nè để em biết cũng chưa này anh Phương là bao tay nam đúng không Phương có bao tay hỏa cho anh nhé nhận hỏa nữ hay nam hả khả năng chắc BD giống Trần Kim Hệ rồi kiểu bói có nữ á như Trần Kim Hệ đi xin xong cái người ta mà không nói nam hay nữ gì hết ai biết đường nào để lại ở đâu rồi má em hỏi là mấy nữ ở đâu ở nhà ở Bình Dương nơi đây nó nói mấy nữ nam đứng được hết cần cả hai luôn. Cái này ép đầu tiếng làm gì cho nhiều vậy? Ép cho xe em ạ. Ép món nào cho đây, cho dùng cho luôn món đó đừng có ép lợi dở luôn luôn nha. Cái gì nhà má cầm cầm mấy này má? Đúng vậy. Nó nhìn nè cầm cái ấy là cầm cái gì cầm cái YouTube cái này cái nhà mạng của mình trước để đó tôi đưa anh quên đi bắt công tập lưng tập ba bên em nữa tôi đưa chân quên nha tôi để đây cái Huyền chân đơn bán giá sao đấy anh hai ngón anh quý sau rồi anh mua bằng giá hút rồi nhanh đấy này cái ác côn luôn 22 đấy có phải thằng đầu bự không nhỉ? Không, của em, của thằng cu em đó. Thằng nào? Cu em đó. À, thầy ơi, giờ đang thầy ơi, ác là giờ đang viết trên bờ đều đều. Không chia bộ buồn với mấy anh là nếu có một cái bao tay nào ra hồn. Không ai gọi là nhất đâu anh ạ. Thế vào là các thành viên đều đồ khá đều. Sao không có bao tay thủy nữ luôn anh Huệ. Anh xui rồi. Hỏa nam không có. Không có là. À, lưu tinh đao pháp kìa, cho anh Thái là xong rồi. Thì em của em mở cho ổng hả? Ừ. Cùng bề tài này. Cùng đọc pháp này. Cùng lôi với cùng thẳng này. Cùng đọc pháp bề tài này. Cùng đọc pháp bề tài này. Cùng lôi với cùng quyền pháp này. Cùng pháp bức này. Cùng pháp thật bức này. Ai mua?
Một cái bộ phim 5 dòng này. Bộ phim à? Đấy coi 5 phim. Mỗi dòng 1 phim. Mua không? Mỗi dòng 2 phim. Về đấy, đưa phim trước đi. Chồng tiền trước đi. Chồng tiền. Cắt hộ anh cái vòng thường thường. Cắt đi đâu anh? Vứt đi à? Cắt đôi bỏ đi để anh ấy xem bằng sáng của anh ấy kìa mà. Em có làm bằng chủ đâu thầy. Chán thầy thật đấy. Nhưng ba cái bằng chủ em có thèm làm. Thế thì làm sao để cho tiền hóa đê được. Hoa sơn đây nhá, chuẩn bị hoa sơn nhá anh Khánh. Tao cầm mác mạnh tao ra nó đập chết tao à. Anh cầm mác đéo được thành cầm. Có giày hoa nữ nha. Ai ai lấy ép thì kêu. Cứ test đi, khi nào xong nhắn tin Facebook nói em cắt vòng là anh thật. Thì em coi. Ba. Sao tự nhiên ngứa mũi quá. Chuẩn bị hoa sơn nào. Đại heo rừng. À mày hà heo này. Rơi gì? Rơi một cái ma tó này. Em để ý nhá, em đeo vào phát này. 19 luôn, thấy chưa? Wow, đeo vào nó khác bọt. Cái ấn đeo vào nó khác bọt. Bệ vệ tướng quân ma chó. Dạ đi. Quân lắm à. Ấy 800 rồi mẹ mày phong tước. Vẫn là đại tướng quân này. Nó đang lác phong vân chân kinh này, ăn phát nào ăn được phát đấy luôn này, vãi cứt. Lọc. Đây. Từ nãy giờ em mua được 6 cuốn rồi này. Mua không xịt phát nào luôn. Ừ. Còn ăn được hay không thì hên xui. Mua không xịt phát nào. Ờ, mua không xịt phát nào. Ăn được hay không thì hên xui. Đéo được. Cả đời mình ăn được 13 cuốn. Một điểm kỹ năng là chưa được cái gì nữa rồi. Để xem lại là hình như ăn được một cái kỹ năng rồi sao ấy nhỉ.
Ờ, nó một kỹ năng. Nghĩa là ăn được thành công tổng 4 cuốn anh em ạ. Mẹ mày rõ ràng hiểu, nó lại bảo mình không hiểu. Mẹ mày tao nhìn hiểu rõ ràng xịt mà đúng không? Lợn. À, mày bảo con lợn là con chó ấy. Thì tao bảo là con gà, con VT là con lợn. Drama, only attracted to the things that'll bring you trauma. Overseas, yeah, we're trying to stop the terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate, and when you hate, then you're bound to get irate. Madness is what you demonstrate, and that's exactly how egoism operates. And you gotta have love just to set it straight, take control of your mind and meditate, let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. Đổi tên bây giờ rất khó chịu nhá. Cái tên đéo ai đổi bao giờ, mẹ mà cứ đéo cho đổi. Anh là nhiều cái em không muốn nói nữa nhá. Đồ Santa nó bán khi ngân bảo có 1k3 kìa. Xích đi, nó đang cần tiền. Bán rẻ với em ơi, bán ca rưỡi ca 6 đi. Okay.
Ây dồi. Hoa Sơn anh Thành ơi. Woo! Thành ơi. Đừng để em về ao ác một mình để trong sự tủi nhục. Thành ơi, có viên hiển tinh 8 nữa, có 4 nốt không? Sáng giờ có siêu phẩm nào chưa anh Nguyễn Trang Linh à? Dạ chưa có gì anh ạ. Ok ok. Cái địt mẹ nó đi hủy đi luôn top 3 cái nó hủy đi hủy nghiêm đến này. Cái đứa top 3 chạy ra mà lộp anh cần gì phải hủy. Trời ơi, lần nó cái năm nay không gì hủy đi. Thông minh. Thật là thông minh. Các hạ thật là thông minh. Anh Thành ơi vào cứu Hoa Sơn. Anh Khanh ơi, con cạc. Họ đông vãi rồi, nhanh lên. Cứu. Thật sao. Anh Toàn bán. Có võ đang rồi nhá, có võ đang rồi nhá. Hả? Bán cho anh Thành. Thì ai mua thì anh bán thôi. Có võ đang rồi, có võ đang rồi, nhanh lên. Hả? Anh vẫn mua đó. Cái gì? À không, Thành không mua. Thành đủ. Ôi, phải nhạc. Ông Thái đâu, thằng này nó bán kiểu bí kíp được ca vạn. Đủ rồi, đủ rồi. À đủ rồi. Phải nhạc các cửa còn 51 tuổi. Đường cho mượn ấy đi. Mượn tin bao nhiêu? Đại ra đổ. Bao nhiêu? Tin đây chứ. Nhiều. Bây giờ anh cứ liên hệ anh Nguyên, bảo anh Nguyên đưa hết tiền đây. Huyền Tích 8 bán không bạn kìa, có bán đây, Văn Tích ơi. Cắt kênh bang, cắt kênh bang đi chứ, kênh người ta không biết. Hai cục. Mình đang chưa hiểu cái đó, chỉ cứ mua đi thì hiểu ngay mà. Có trong cái con đang bán nhựa tương đương. Ơ kìa, mẹ xong rồi, cuối cùng là ông ấy đâu ta? Ông vua văn sử rồi. Ivan ơi, Ivan ơi, anh vào cái bang, anh vào, anh vụt con võ đang đi Ivan. Cái bang nào? Anh vào cái con cái bang của anh vào Hoa Sơn đi để vụt con võ đang này đi. Em ra kịp viêm đế không? Viêm đế, mẹ sao nó không kịp, anh bị thần kinh à? Phải chửi ai mẹ, đến phút thứ 4-5 là xong rồi, mẹ anh thật sự đợt này lão anh bị úng rồi. Mẹ ta còn đúng 58 xu. Em thì khá khẩm hơn gì anh. Em còn đây là 148 xu này. 40 mới đánh mà. Thì vào đi 4 phút nữa là đi rồi. Đó. Đến 40 là nó chạy rồi, không vào nữa đâu. Đó, nó Văn Tích là còn một cục lấy nốt lấy tiền là. Văn Tích cái rảnh của đi Hoa Sơn này Văn Tích. Vào đây anh em mình chia nhau. Chưa đi bao giờ thì cứ vào đây mình cứ đi bình thường thôi, tí là mình bảo đi. Tập trung góc nào thì đi đánh thôi, bảo đánh ai thì đánh thôi. Hôm qua không có cục kẹo gì hết nha thầy, hôm qua anh không phải là người phát được, anh hôm qua anh không được người cầm trịch. Ivan này, Ivan em bảo là còn một cục này lấy không. Ừ. Ôi giời, cả Vinh tổng vào rồi. Thành ơi,
thì tao nghi tao mất 50 xu lắm, tao chưa vào. Ơ cái địt mẹ rồi, sao để cái con người nó lại hèn đến thế. Địt mẹ lương thì bú cao nhất bang, tiếc 50 xu. Hay thật. Tiếc cho anh, không đùa. Bây giờ mình là người phải biết tiết kiệm chứ. Đây rồi, Y Văn Văn đây rồi. Lấy lương thanh toán cho anh nhá. Lương gì vậy? Hả? Lương gì vậy? Ô thế mày lấy lương đồ tốt chưa? Đã ai phát đâu mà lấy. Anh đang cần. Anh đang ra cầu tân đệ chứ hỏi kim kim làm gì vậy? Mẹ anh là cầu đất chứ tao tân đệ đéo đâu. Trả 4 kim 8 nợ 1 kim. Mình à, lại có cái kèo đấy nữa thì chịu. Anh mặc cái nữa là em nợ 2 kim. Được, được. Mẹ bây giờ mày trả anh 1 kim 8 anh cũng được. Xong rồi chạy, xong rồi chạy thẳng ra cái hốc 3 giờ nhá. Chạy ra cái mé 3 giờ ấy. Bắt đánh người đi, đánh bằng tay thôi. Hôm nay mà không trả là mẹ có thằng nó đi thuê bọn anh để đòi nó thuê để nó đòi anh chết. Ủa vãi thải vãi, ông thầy ông ép phát 2 cái nhẫn luôn. 3 cái. Ờ không, nhưng mà ý ông đeo một phát 2 cái nhẫn luôn. Ý là bảo đấy, không 3 tay thì nó đeo cả 3 hàng. Mà kháng lôi ngút rồi. Cái đấy là kháng mắc kháng lôi là 35. 40. Làm gì 40? 35 hay 40 thì hình như 40 chứ. 35 à? 30 chứ 35. Nhạc tiếng này. Nó đâu gặp bình dân đế. Chứ liên 4. À, viên đế thì làm nhẹ cái 4 viên thì sinh 7 nhé, 7 viên. Ác Vinh Tổng ấy, kẹo cầm nó mới sinh năm 9 mấy rồi, còn ít hơn tuổi em mà. Còn mình cũng tự tặng. Sợ nó phá tốt kim à? Không, anh vẫn nói chuyện nó mà. Ừ. Đéo thì bây giờ thì có quan trọng gì đâu. Ăn no sôi chán chè quan trọng bố ấy là nhé. Đúng là anh là cái loại mắt dậy ăn xong ỉa vào lồi. Có mỗi anh đang đói đây thôi. Thế bọn nó no lắm rồi. Ờ bên nó còn bán 15 triệu với mấy triệu điểm. Kinh thật. Điểm đông kim không biết làm gì. Mua dương tím mà. Ê, điểm đông kim em cho xe cổ ăn full này. Ờ vẫn còn 4 ác kia chưa ăn. Giờ chẳng nghe ăn nữa. Thiếu 2 triệu nữa. 2 triệu thì rồi. 3 kim rưỡi 1 triệu. Nhanh. Thằng Quyền nó có 3 kim thôi, anh vẫn cứ dạy em 3 rưỡi. Thì 3 kim. Cái mày ba... em nói mày là cãi nhỉ. 3 kim 2 triệu gì. Thôi 3 kim 2 triệu. Tao mua hết dương nhân phẩm. Tao bảo nó lấy thủy tinh. Tôi như tưởng nó quê anh. Đãi tàu bòi. Không, mấy thằng là cầu quái. Cầu quái. Mẹ bây giờ kiếm cái tiền như tình làm chậm. Bát tát kìa. Ủi, trả kiếm hôm nọ bảo anh bán cho tôi 40, anh hứa anh bán xong. Chạy ra bao giờ, chạy ra bao giờ, chạy ra bao giờ nhanh. Đây, ôi con võ đang này, con võ đang kìa. Ui, mẹ phí thế. Đấy, đúng rồi, đây đây, đứng đây, đúng rồi, đúng rồi. Xuống đây em, anh Thắng, đây con mình hết đấy. Đây San San này, bốn anh em mình này. Đi chưa, anh Thắng đi chưa. Đi đi. Dính, vụt đi, vụt đi. Con sợ lag thế. Đâu. Còn võ đang là bọn nào? Đất đang thì vậy, đánh con võ đang ấy, vụt con võ đang ấy, con võ đang bên nó này. Em đi theo anh Thành nhá. Anh Thành ấy chạy lui về tí này anh Thành. Anh Thành ấy đứng đây đây, đây anh em. Đây, đây đi. Dính rồi, loạn rồi, anh Thành ấy vụt vụt trên kìa. Bịt mẹ thả, xịt mẹ, lồn trần thả anh ạ. Rồi, chết thằng đô tre rồi, hay lắm. Giờ chả có thằng đéo ăn ông Thành cả. Vụ đi anh Thành, cứ vụ đi rồi, anh hay lắm anh Thành. Ôi trời, thả anh nhá, thì mẹ sau đủ nó đi nữa.
Mày nói này, đây em này, em loạn này, anh Thành ơi, dính rồi anh Thành ơi, quay lại đây. Mình. Okay, em đội hồi loạn nó trên này, nó chém vào định ở trên đây, mình cầm bóng hút vẫn được ạ. Dính rồi chạy đi anh, chạy lui lại để em đang mặc định. Ở đây em xoáy có đường môn thôi. Dính được môn anh ơi. Rồi anh ơi. Chạy đi anh ơi để lấy am đã. Em nói chạy đường dưới nhá, con Thúy đang đùa em. Con cái bang mới đưa con Thúy Yên ở dưới này. Đánh con Thúy Yên trước này anh Thành ơi. Con Thúy Yên đang đuổi em. Thôi bỏ, được rồi, dính cái bang. Dính cái bang, ui đéo dính cái bang. Thuyên. Rồi, hay lắm. Giờ con Thuyên này. Con Thuyên dưới này anh ơi. Nó chạy này. Loạn này. Vã đấy à, đéo vã được nó. Nó tăng hình à. Rồi hay quá anh ơi. Ok anh ơi, hai anh em mình vẫn làm được sự nghiệp. Ấy con tem nó phải thế. Con cạc không phải em giết anh đâu. Mày giết anh để thả anh đi chó đi. Không phải đâu, em thả vào mặc định đấy, nhưng mà người giết anh không phải là em mà là người ở bên kia. Thì khi mày không phải là thằng cộng đam à? À không, thì bây giờ phải chấp nhận cho anh cái quả đấy, dồn được thì cứ phải dồn thôi. Em đâu muốn giết con mình đâu. Mẹ phải chạy nhung như chó dại. Thiên tàm hồ uyển, thiên tàm yêu đái, thủy sáu dòng ngon rồi. Anh tí đi em đi, anh em mình về. À, giết đi à? Ok, lấy chữ. Tắt uống máu đi anh ơi, máu hơi nhiều. Mẹ ông uống máu đi kìa, đánh đéo lại luôn. Nhỏ đi thần kinh mất thôi. Ông ấy đang test đam đấy.
đúng ông thầy ông đang test đam ác ác quỷ. Anh em lên Hoa Sơn lấy thưởng nha anh em. Ivan này, San San này, lên Hoa Sơn lấy quà. Cháu nào cũng có quà hết. Mình nghĩ anh Ivan đợi phải chạy vào cặp có vối luôn rồi. Ivan ơi, ôi. Lên Hoa Sơn lấy cái thủy tinh anh. Mẹ à, bỏ 50 xu lấy mẹ về 300 xu. Cuộc đời nó còn được gì gọi là xuyến sao bằng. Anh có biết đâu, anh tưởng là phải sống sót đến được thưởng chứ. Không, bây giờ phát rồi xong anh em chia nhau mà. À vậy, từ mai năm đi thôi. Ui, huyền tinh năm này, mẹ à. Anh Thành lên đây lấy quà chứ cái gì. Thật san đâu ta? Bật tao dịch lên, bật tao dịch lên. Anh giao dịch em đi. À, khuyến mãi cho ba viên tinh hồng để sau có động lực. Bỏ lết cho viên hình tính 5 cho cuộc đời lở hoa. Mở cái dương tím nó ra cái nón gì? Ra hẳn cái nón thủy chín rằng. Ừ, hợp lý nhà thủy tinh ở đây chứ ở đâu nhỉ? Mày chết thật. Thật sự là anh không biết thật à? Không, anh cứ nghĩ là nào phải ví dụ phải sống như em anh Thành ấy vào cuối. Ông nghĩa là cứ vào anh em vào tham gia đi, những anh em nào đi đánh theo tem thì tí nó ra được chia nhau phần thưởng thôi. Và sao phần thưởng tự khó đi thế? Đâu đi được cả kinh nghiệm anh, tội gì bỏ 50 xu vào được rồi. Ví dụ sống vào vòng trong được 30 triệu liền. Biết được kinh nghiệm rồi. Mình không ham hố cái loại 20 triệu đấy. Ừ. Đi nó vui. Hôm nào ẻ nhà ghê thế, nhà như gọi vong. Chuẩn bị đi viêm đế anh em ơi. Má, mình để cái đánh quái này để tìm ác tính là 200, phạm vi 200. Sao lại là phạm vi 200, phải anh đi ác nào? Ý là cái ác vụ tìm ác tính này là phạm vi là 150 hay 200. Để ác nhiều khi mà đâu. Để 200 ấy. Ừ. Để 150 nhiều khi nó cứ đứng phụt lùn sau đó đấy. Ivan ông chat cái đéo gì ấy. Đang Vinh Tổng nhắn tin mà nó có cái chữ thái thú mình đéo chat được không ạ?
để xóa cái chữ đấy chứ. Linh hồn khi tôi chợt mơ thấy xác em trong vòng tay cùng tôi mãi luyến lưu đời sống này. Ai nói rồi mà vẫn ta thần là bóng quên lắm không thực ra tôi đi à bên này là sản phẩm tệ sản pháp này sâu nhân gian cuồng quay còn tôi đứng mãi nơi này lòng chờ. Hiện nay thấy Diêm Đế ít thế nhỉ, nó đi chuyến thường hết rồi. Giờ nó đa số đi nó chia bớt đi các chuyến kia để nó đỡ va vào những tem mạnh rồi nó này. Mấy cái tem khỏe giờ nó đi chuyến thường với anh. Từ nó được mana thì đi chuyến thường. Tại cái xe cùi thì bọn em mà đi chuyến thường mà. Anh đi thì chưa dám đi. Thôi chứ hôm trước toàn về đi chuyến lần một giờ đêm ấy, em còn đổ được mana gần cả đi. Đấy, đi qua. Nói chung là mua ít ấy là được BS nhỉ. Mua túi y tế là được. Thế BS từ tối hôm qua đến giờ đập cái ấn đã xịt phát nào chưa? Đập hai phát rồi, nên cả hai thầy. Ờ, chưa xịt đúng không? Thế là cuộc đời lở hoa rồi đấy. Anh BS là ấn phòng thủ à? Đúng, bỏ qua phòng hỏa. Thì nhẫn chơi phòng thủ làm gì? À, em tính đâu thì ăn nhẫn ép mà có vẻ cà chua lắm. Cà chua cái gì? Ra thì nó cũng hơi cà chua, còn bạn này từ rồi nó tiện cái đưa có ba ngộ được nhiều nấu luôn. Bé này, dạ rồi. Bên kia nó bán hai cái lưu tinh, coi như là 700 bạn, đúng không? 140 cái thần hành phù nữa. Nó bằng múc, anh múc cho em đi. Quên 700 xu. Anh thích đổi lại nhiều quá, em đưa cho anh nhiều quá. Cái gì? Nhưng mà cái gì? Đổi cái gì? Nói lại xem nào. Thì mày đổi đi, mày PM nó mày đổi đi. Thằng nào mới được chứ? Cái thằng nó đang bán trên kênh thế giới chứ kìa. Nhưng mà nó đổi cái gì? Điệp là khổ quá. Lẻ lưỡi liếm ít cả. Đổi lấy kiểm bí kíp, sinh ngoại lưu tinh. Mới lại ở thằng Tương Dương nó treo top 1k vạn nữa là đủ đấy. Là cũng múc luôn, em múc hết. Nhưng mà mua sinh ngoại lưu tinh làm gì nữa hả bé? Em lại nói mũ lứa chứ cái sao thầy. À bé con lần này chơi gắt đấy. Thế anh mới bảo nó chán, nó bảo là con ép cái nón khác để nó phi shop cái nón này. Nên anh bảo là thôi để anh đeo tạm cái xe cũng được. Anh phải ép cái mũ 3 cấp xong bắt đầu anh đưa cái mũ 1 cấp cho mình. Ồ đồ mẹ, bây giờ mũ 3 cấp là no 1 đấy nhỉ. Có cái mũ nào là 3 cấp chưa? Chưa có. À có mũ trường nó có 3 cấp nhưng mà nó 3 cấp rồi. Đâu em 3 cấp béo đâu, em là 21. À, thầy hơn em tí tí. Nhưng mà tố nó cũng đỏ, nó cũng ghi trường bạc. Em là gian nhất rồi. Như vậy là tính ra cái đai của mình là cái đai số 3. Không, cái đai của em là sao số 3 nhỉ? Quả thật Vinh Tổng, con đấy còn ngon. Đai của em là 31. Vinh Tổng là 2. Vinh không thì Vinh Tổng phá Vinh Bảo Chiêu cơ mà. Bảo Chiêu là của Lam Keng. Lam Keng có 2 cái, 1 cái 3. À bên mình có 3 cái bảo đai. 1 cái 3, 2 cái 3, 2 3 cái 3, 1 cái 2. Ừ, 3, 3 cái 3. Bảo Chiêu đang đeo cái 3, 3 nhá. Luân 2, 2, 3. Luân là 3, 2. Luân là 2, 3. 9 là 3, 9 x của nó là 3. Thì gọi đọc là 9 x trước là 3, 2. Ừ. Ông Thái bảo là có hai cái mảnh bao tay đồng kiều, hỏi bán bao nhiêu. Ông Thái thì thỉnh thoảng ông ấy nhiều lúc ông ấy đang nói chuyện, ông ấy đi đâu. Xong rồi mình còn một cái nữa, có ông nào cũng 32 thôi. Đồng kiều thì ông Thanh mẫu giáo gì đấy. Thần ấy có một cái đúng không? Thì ban đem cái đúng không? Anh thứ hai là 4, mình mua hai cái nữa để ép vào tay. Chơi cái bao tay thì hơi căng ấy. Nhưng mà căng em bao tay nhẹ hơn ép đai mà. Đúng rồi, bao tay nhẹ đai nhiều. Em bảo là cái bao tay thì đúng là nhẹ nhất, gần như nhẹ nhất rồi. Thì anh chọn những cái gì là gì dễ anh làm thì chứ khó anh làm gì. Khó thì anh để cho các em làm. Nó căng ở cái tốc độ đánh anh. Cũng chả căng, nó đỏ khi nó còn lên 40 anh tin không?
Anh nói thật là nếu mà anh đã ép thì chỉ có từ 36 trở lên không có chuyện. Đúng rồi. Người Nam Định chúng tôi là người Nam Định chúng tôi là nói gì đúng đấy. Ba mình tiên nói ra anh Văn Phân Tích ở đâu? Anh Văn Tích mới vào bang, anh Văn Tích mới vào bang, Văn Tích mới vào bang. Thôi anh em chém gió đi, tôi đi đi quan học tranh thủ rồi đấy. Đi đi, chú cứ đi đi ở nhà đấy nó. Mày tranh thủ đéo 3 phút được kịp không? Tranh thủ. Ôi mà đi đấy à? Mày chạy Văn Tích nó có cái chuyện dã man này. Dây chuyền thì dã man. Dây chuyền 18-22. Anh hắn chơi cũng chịu đầu tư lắm. Chơi đồ đạc lên đi, đi trong đồ như này là đầu tư phải mất cái đai lưng hơi cùi chứ ép lại. Đai lưng ông có đai lưng 6 dòng rồi, có cả 2 set mà. Má thì nhận ngon rồi, nhận 151 rồi. Vậy kèo nhận ra thôi, 30 quá bạn rồi được. Cái gì, em làm gì? Em bán đi nhận 2 cái nhận tăng nô của em ấy. Cái gì? Em bán đi 2 cái nhận tăng nô nọ dành. Ở đấy mày nhắc nhất mình nhớ cả vì nhất không băng đi với em kể. Nhận tăng nô thì thì làm sao? Thì em bán đi rồi phải gì đó à? À thì em chat nên không ai nói gì thì chả bán đi ạ. Thôi cũng thắc mắc cho cái này đấy. Nước em sẽ có. Đúng rồi, nhưng mà người ta cần tiền cái lúc mình không có thì chứ. Mẹ người ta phải thanh lý thì người ta vỡ vốn rồi, bố này bảo người ta đây, mẹ mày lợ ngoài xã hội nhưng mà lại về cho anh em lợ ngược mình nên là thành em ở giữa này ăn cứt. Vội lắm, sống vội lắm. Sống vội. Em nói thẳng ra này, đã xác định lên ấy, cốt phát có xích luôn. Không có thì phải bảo. Mẹ anh không bảo gì em biết sao được. Nhận đấy em bán rồi, nhận 30 rồi bán bằng. Nhất nào? Có cái nhận 30 30 đâu. Cái nhẫn thắng lôi 30 em cho xe đeo rồi. Em đang chỉ có củi bắp này này. Thôi em sẽ phải tạo cái thắng bắp. Anh còn 27, em còn 22 chứ. Nhưng nhẫn 30 mua được cái này. Đây cái nhẫn 30 thì em đang đeo đây rồi. Mua được cái nhẫn thắng bằng 24 này. Em phải còn một tí xin được đấy nè. Thật ra thì anh ấy không cần lắm. Mà sáng như thế này không cần xin. Không chuộng mấy cái đấy lắm. Kẻ anh chưa ép kén nhưng mà anh Đoàn đã dọa thằng kia ép từ 23 lần đấy. Mày đừng ép, sao dám ép thế. Chơi thật chưa dọa. Mẹ chơi hù không. Đã dọa ép thì xong rồi anh trái kim mày này. Thì thường bạn đã bao danh thành công. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Ông quà kéo có chết trả rồi, đéo cho cái ác này vào PT rồi. Kéo hoàn thành một khổ. Đi viêm đế thì biết cái văn phòng. Đi vật ải thì biết ngay đi bút. Chẳng hiểu. Thì trời đéo cái mỏng mình chắc đi lâu lắm. Anh Văn Tích ở đoạn à, ông Văn Tích ở Văn Tích à, ép cái bao tay ấy. Để Nga bị kiếm tiếp này. Con tiếp chắc con đấy là con đấy là nếu mà PK ra thì chưa chắc còn mã làm gì nữa. Cái con đấy con đấy có ấn rồi nọ hơi bị tiếp đấy. Cứ nhờn cái con đấy nó bọn mình cầm con số đỏ nữa, còn là võ đam mình cầm giật ba giật bốn giật thế vậy các bạn chưa. Ừ vẫn còn kịp mày ạ, mà thoát ra vào lại vẫn kịp và không phun nữa và về với cái vang bóng định mua cái bao tay của anh Thành nhưng mà cân đi cân xuống thì cứ mua bao tay xong lại trả cái bảo ra bao tay Thành bán à. Ừ anh Thành bán bao tay 20 kim mua rồi luôn lấy rồi gì. À, em bảo trước, em phải trước rồi, em mua. Nhưng mà mua về xong cứ cân lên, cân xuống, ép được tốc 1.1. Cái nào cũng sắp ra rồi anh. Vào sớm rồi, đợi tốc độ này sớm. Thế nhưng mà không mua cái đấy lại hay, tự dưng lại ra đi săn ra cái ấn. Thật đi. Thế nào, hùng thích ra ấn cái đuôi hôm nay, tối qua mình làm rồi mà có mình phải đi. Thầy ông nghĩa mà điện thầy nên đâu ấn kìa. Thế mình ở đấy 2 trong có 30 kiếm anh đấu với gì mình đâu.
ai bảo? Thì ông bảo em lên đâu ấn kìa, thì mình nghe bảo là lương của hai anh em mình được tầm 4 kim, 5 kim. Với cả cái bang hội này anh em mình được chung là được tầm 15 kim nữa đấy. Tính đâu anh em đâu. Đi viêm đế mà được cùng được cùng bảy chứ nó đang đập cánh phát nữa đấy. Vạch mẹ vì như cho dài đoạt đấy. Ừ. Đi viêm đế mà ra viêm của cùng bảy chúng ta em đang đập phát nữa đấy. Vạch được toàn vẫn đào kịp à? Kịp chứ anh giờ này giờ giờ này không đông lắm. Anh cứ để ô tô cho anh đưa nó đi rồi anh về mà kịp đến giờ đấy. Cái trường cứ ở trường nó cũng gần đấy. Ờ, trường nó chưa đến cây. Thấy thế đấy, em đi xe đạp mà. Trường, không, nó mới học lớp 2, nhà trường chưa đi. Thằng tích rồi thì mà không biết là gạ mua cái gì thôi. Cái dây chuyền rồi chứ cái gì. Không, có khi là sợ 18-22 à? 18-22, có ngon. 40 tháng lồn nhít thì đâu. Kẹp rồi, rớt rãi rồi, thành rớt rãi rồi. Ông có đang đeo cái dây chuyền 17 thổ để ông có kích kiếm, ông có đeo cái áo khá lôi 30 thì cũng được. Ừ, cũng sao được lắm. Nhưng mà cái dây chuyền thì nó sẽ hơn được 10 tháng lôi. Sao lại hơn được 10 tháng lôi, anh tính đi tính lại thì nó cũng như nhau, sẽ hơn được 10 tháng lôi. Sao em? 19, 18, 27 18, 22 thì nó là 40 tháng lôi cái áo. Ờ. Thế cái dây chuyền kia người ta đeo cái dây chuyền 17 người ta cũng thêm được 17 tháng, tất cả cũng là 17 tháng lôi anh. Cái kia của 27. Thế em không tính là 22 tháng lôi cộng với cái dây chuyền đấy nữa à? Dây chuyền nào? Bây giờ cái dây chuyền mộc kia đang đeo là bao nhiêu? À, ý là bảo là nếu mà mặc áo mộc cơ mà. Thì mặc áo mộc thì cũng vẫn vậy, đảo đi đảo lại nó vẫn có thay đổi được cái gì đâu. Sao lại thế, cái thằng này mày chả hiểu cái gì. Không, thầy nói đúng rồi. Thầy nói đúng. Mặc áo mộc thì nó đeo dây chuyền thổ. Ừ. Có nghĩa là cái dây chuyền thổ nó có kháng tất cả đúng không anh? Thì là 47 tháng tất cả, 47 tháng lôi. Ừ. Thì bây giờ anh đeo dây chuyền mộc thì anh ấy vẫn phải đeo áo thổ để kích cái kiếm. Ừ. Thì nó mất 30 tháng lôi cái áo đi thì nó bù với cái kia thì cũng vẫn như nhau. À, biết đâu ông cái cứt không đeo áo thổ làm sao kích được sát thương vật ẩn một mà ông. Rồi, thầy nói đúng rồi. Có ông giời. Không phải, chắc là anh. Ừ, đấy đổi cho cái băng rồng thì hợp lý, chứ bảo con Ngami thì ông đâu có cần nữa đâu. Bản tin không đổi đâu, đồ người ta chơi như vậy cơ mà. Ivan Kutoni quick. VTT. Anh thích đổi cho cái băng rồng đúng không? Anh nhìn cái chương trình viết nhất server, viết nhất nhì server này. Sau rồi phân tích thôi này. 12-5. Một cát thế. Thầy nhìn tới nhá. Mày anh đi với ai mà đi từ từ, anh có đi cùng mày đâu. Em kéo xe với từ từ. Di chuyển thì anh mẹ tốn bao tiền mới ra thì đi em. Xích ngay cho cái ông bẩn. Cái ông đi xong. Mẹ sẽ thấy chú thiếu áp thế nhỉ. Thì thiếu thiếu là dở rồi. Mẹ, trong party, trong báo thì vẫn đủ cái thiếu kiểu gì ấy. Các bạn có đánh một người nào không? Dễ lắm. Thế thiếu thiếu skin chỗ nào đó. Đang dịp đến, cảm thấy cũng như thế. Thôi, đi gặp nghe ông hai một cuốn với mẹ nghe. Chán chết. Mẹ tôi. Mẹ tôi đánh đấm đi. Mẹ mà không có lắc nhưng mà tốn máu quá. Máu mở được đâu gì anh. Tôi biết. Anh em thấy cái xe còn muốn lâu dương chó vậy. Có thể còn muốn lâu hai người tỏ qua đằng đâu. Xem mẹ chim dân nó bút thời gian phục hồi bơm máu giống lên. Làm cũng có đang mê hết xe bùa á chị ạ. Cái gì mình cũng cách tóc phục mà. Đang mê hết xe bùa.
chưa lên cái đường lớn khô kéo ba con năng bút vào hay chưa sao bút nghe còn mỗi con mô đang ở trên lên 12 là phải em toàn 106, 107, 110 ông là em thì có lên 10 rồi nhưng mà chưa học 10 anh đã học đâu mà môn chưa học à, thật này là tôi cũng phải đường môn thì đéo học cũng được ăn môn ác xe thì mẹ em nhất đéo còn học luôn ừ anh thế mẹ bây giờ học lại mất mẹ liền từ cái đéo đạt nốc lại nó một năm 29 tỷ thật 28, 29 tỷ mỗi cái bang đồng nói chung là bây giờ có học thì học nhưng mà em vẫn phải để xong rèn luyện sư mấy cái ác kia thì em mới đầu về mới đổi cho nó mười chú đúng rồi em cũng đợi em luyện sư 30 tỏi này em vã hết chưa đủ 30 tỏi nhưng mà nữa là vã sạch đúng rồi nếu mà đủ 30 tỏi thì không nói đủ 30 tỏi thì thôi nói vậy cái lúc là bình thường thầy nhà ờ đủ 30 tỏi nhận xong con ngựa là rút thôi cái đấy thì em cũng sẽ được tiếng rồi có ai cũng tốt thì đâu mà mà không được thì quyết định là luôn bằng cái việc thì là còn cơ hội thầy trốn thì được thì ba này đi từ đợi anh nhé anh còn chưa đến đại ba học thằng nào vậy mỗi anh em mình bây giờ nha thế này nhé nếu mà mày cần kinh nghiệm thì anh để cho mày ải cuối còn huyền tinh của ải cuối thì mày quăng hết cho anh cái huyền tinh ải cuối nó sida đó mày nó có phải là bài. Nhiều đâu nó kéo có ra 7 luôn không anh chỉ cần những chiến cáo thôi có cái điện thoại á em ăn biết bao nhiêu lần rồi có bao giờ hỏi đâu sáu thì được bao nhiêu để nhau chơi đôi thì từ sáu qua vậy phải ba triệu viên là một cái 100, 150 viên sắp tới vậy. Khổ cái thằng này bị mẹ mày đã bảo là không đi uống rồi cứ gọi chửi càn thật cứ tưởng anh chửi em cơ mẹ mình tưởng ông chửi ai à, bực cả mình à. Mình đã bảo định anh chửi ai đấy anh định chơi em trong cái bóng này mình đi chậm nhất luôn ạ. Ủa và anh phải cả cứt phải ba anh không để ý mẹ mình lại đánh đi cả hai con một phát đéo để ý giờ chết một con mình chạy đi vẫn được thấy một con cứ đứng yên đánh không ạ ôm cả hai con luôn thẹo mà lại còn không ấn dồn máu nữa chị. Đã vượt thông ngải 3 kêu. Ừ đấy thì anh bảo anh đánh kẹp zip mà. Kẹp zip. Kẹp zip không biết luôn ấy. Thế mà không chết à? Không chết mà chỉ nó bị mà. Hai con lộ gì? Ờ, con lộ hỏa anh cứ càng càng toán làm hết cái mỏ vẫn mà. Lộ cái bang mới được môn đấy. Đóng tiền mới đóng cái đóng cái mạnh. Nhá. Nãy 59 rồi. Mấy lỗi ui đừng mẹ mình nó chém giật cái gian xe vào trong lag bot không nó lên rồi thầy đi chờ anh em với nhau này nhá đợi mà
vậy, ba sau anh bây giờ đã xong rồi, bốn trước anh vậy và như anh vậy. Không phải luôn xong rồi tám đi chứ. À không, có hai anh em đang đi chậm rồi nha, nhưng mà đi chậm chắc mà. Em đã ngồi cái xe kia là xe thằng nào nhưng mà em đi chậm nhất luôn. Xe nào tên là gì? Côn Lôn 23. Ờ, xe thằng ấy, xe thằng đầu bự. Còn đấy nó hay ghép xe đi với nhau nhanh. Nó hay ghép được, nó thừa một con cái bang là 12 chỗ, nó hay ghép với con cái bang 12 chỗ. Lên! Đi xe VDT à? Mẹ con cái bằng bỏ qua đi thuộc con lộ qua 36.000 mẫu cái bùa ta lên cái nịt mẹ ảnh xấu là anh vũ độc rồi có khi cháu bùa lên đại tính quá nhỉ. Qua có 10 cái bí kíp lấy bao bí kíp mở ra thì địch mẹ mới đi 8 cái của thí nhiên. Mới mở được 2 cái khi nổ tin này. Ơ, tao đưa cho tôi thả nhỉ. Không, tôi không thể có được. Địch mẹ thay thế nhỉ. Thật ra là cái tiêu ngựa lưu tinh lần này nó ra nhiều nhưng mà cứ ép mũ cho nên thằng nào nhấp mũ với 12 x thấy nó cũng chết, nhưng không như mẹ hiếm như ở bên Việt Tinh 4 trước mẹ lúc đầu ra bên kia nó cũng có hiếm thôi anh, bên kia là ra là ép một lần rồi thôi, bên này còn phải ép đi ép lại. Bên kia lúc đầu chả hiếm, sau nó mới ra nhiều. Bên kia con bên kia căn bản là nó không cần lấy thuốc để mà từ trong ai bơi. Thành ra cảm giác khó ok, nhưng mà lùi với con tên vẫn nặng. Con mẹ nó đánh con nhau đi, con nhau đập nó ra, nó không kìa. Úi dồi. Mày muốn tao sống sao đây? Mẹ mày cái bot ở viêm đế, cái bot ở viêm đế này mà không đánh mấy giây nó cứ hồi máu dần dần đi. Đấy con ra rồi là con Ngami này anh đánh máu vàng rồi mà vừa mới ngừng đánh. Đúng rồi, Ngami nó sẽ hồi máu, đúng rồi, Ngami nó sẽ đầy máu. Em chết rồi, em mang quên không chỉnh auto. Mang ít tiền vạn quá. Sao mấy con kia tới giờ máu trắng rồi. Nhai đầu nó ui nhanh được mày có mà sinh ra được gì ta hàng trăm bạn à ừ đấy cứu cánh ngay đúng không. Đi sang ngoài 6 chưa em ăn xong tất tâm à xui mi vàng mình đi cùng với mi vàng có chuyện có đai được gì lắm anh à cũng như có máy mà nhiều kích mày con dâm dẻm đâm nhiêu con sợ ăn kè chết con xem đi thử xem là hiếm mà con trang cạnh tranh được như đây một vội tự thì gặp thằng bước cố đi thật thương thố thì nhà nó mở cái gì đây trên phải nói cái gì
thành cao tám chứ gắt lúa thành kia đâu. Một chút kinh nghiệm giờ cái ải bót năm độc ôm chặt nó vào. Đừng để cho nó có khoảng thời gian đánh thì ôm được nó là ôm. Ôm chặt. Không cho nó nhấc câu phao câu ra. Càng chạy càng chết. Càng chạy càng chết. Càng đánh giận. Em để cho càng chạy càng chết với con sống độc á. Ừ. Đang càng ảo mẹ lực. Tại vì nếu mà chạy nó đánh được mục tiêu, nó cứ đánh vào cái thằng chạy cuối. Không thể nhấc được. Không có bảo nó đánh người mẹ chạy đi chứ đéo ai nữa. Đánh người chạy lại. Rồi nó cứ đánh thằng chạy lại. Đánh cứ đánh thằng chạy lại. Nó ác, nó ác ở cái chỗ đấy. Mang tập thảo tải cái bang của chúng nó phải chết kinh nhân. Ờ, cái bang đừng, riêng cái bang thì lại đừng áp sát nhé. Chúng ta bảo đứt. Cái bang áp sát mẹ mình cứ thả một 4 dòng, 16 dòng là đi. Ăn quả combo huyền thoại. Cái bang ăn toàn không con mà. Mẹ ác máu trâu thì mới trụng được cái thông là đi chết nhé. Ờ, thì nhà hạ kiếm hồn với con thôn ngăn đi một phút ra ngoài. Chết lắm. Hôm mẹ em nó ra rồi mình thành cho anh là thịt mẹ của mình bên này cái ải xuống lâm nó đánh toán. Đó chị. Nó luôn đánh bot đi. À mà BS chưa xong hả? Đéo giờ nó đi đi hết người à? BS đi hết người à? Không phải ông đi hết từ 3 phút trước rồi. Ồ, làm đi cái phút 17, 18 là xong thôi. Thằng dễ lắm. Thế không bảo đợi. Ở đâu em xong rồi. Ơ, ai chết này, cái chết mẹ ai ngồi rồi. Ôi, đặt cư rồi, mấy cái môn kỳ nhập ấy. Kỳ nhập hột đau vã mà. Với cái tình trạng uống nước hơn uống máu hơn uống nước như này thì mình tốt nhất là mình cứ đi chuyến này không có quen tay nhồi máu mấy mà chưa qua nổi ảnh đâu. Mình phải kết hoan mất ai. Nó thịt mất một rác à? Thịt mất một rác không thành được. Để nếp, nếp cái bỏng cũng nó cũng lâu nữa. Nó đập bót cụ mà chạy ra chóc dãy luôn. Nếu thì để cho BS em tính liên quan ra thì phòng xương nữa. Còn múa may quay cuồng hả? Không quên mình tắt con chú Lâm đi. Không bơm được lên lên máu sợ thật đấy. Ơ nhưng mà nhá, con lôn nó đánh mình không bơm lên máu bằng lọ máu được nhưng Kami bút thì vẫn lên. Ừ. Bị choáng là mình bơm tay đéo lên được nhưng mà ngang bút thì vẫn lên. Tôi còn phải tính 3 với mày.
Mở gương rồi á? Đéo mở gương rồi xuống đâu. Đã ra, đã ra ngoài chẳng. Cứ đánh bot anh ta. Ừ đánh đi, mình đánh tuần 3 thì anh thèm nhớ rồi. Ai kiếm rồi. Cái này là bắn rồi. Có hình tiên bày tới đâu, không có. Ngô đi, kiếm trai vậy. Để kiếm ở 4 viên. Hôm nay anh đoán chuẩn lắm, anh bảo có hình tinh 8 là có hình tinh 8. Chú nữa mở dương tử giáo 4 viên hình tinh 7. 4 viên hình tinh 4. May này để chú anh à. Tí nữa chỉ chết mày ạ. Rẻ đấy nhỉ. Cứ bán 650 vạn cho anh bảo kích đi, kích hết đi. À, bộ, bà. Hết đi, hết event đâu có lệnh 11 mà đánh đâu. Mà ra nhiều. 13. 13. Rồi, xong rồi ra đây. Xíu được đó. Mọi người đã. Anh để em qua nha, anh trên đây còn anh bán cái gì nữa, được anh ơi luôn. Làm đi. Sát đánh người, sát theo khả năng. Đéo. Anh đoạn có việc trình bày không, em mượn một quy. Anh đã mở đâu? Mở đi. Còn mấy con boss nữa anh ra anh đánh phụ cho nó. Anh biết, em biết ai có nhiều trên bảy rồi. Thế mày ra mày quẩy anh trước đi. Ra đi quẩy anh trước. Anh ra anh ta mốt đi. Anh ta mốt em đấy. Làm nó lên đánh một người mày đấy. Em biết đang tại sao nhờ. Anh cần một viên. Tức là đam được bao nhiêu máu thì đam gì. Tôi được rồi. Hồi nãy mới trải đi 3 năm. Đâu rồi, bot đến lời đâu. Đến này mấy rồi, đến này mấy rồi. Em vào đánh gần chết được chưa? Để tao đánh như gần chết đã, mà để tao đánh cho. Tao ơi, thôi rồi, mày còn ăn kinh nghiệm. Mà tao cũng ăn mà. Tao cũng không phải cần 30 triệu mà. Chợ thì anh có được trên đâu. Phải chặt họ. Đi trên mà cũng là kinh nghiệm mà. Ok, anh mẹ anh không đi trên thì anh mới cần thì anh ăn cái gì miễn trừ, chứ đi trên thì anh cần chó. Hợp lý. Thôi rồi, ta đánh chết boss này mày vào một tỉa. Nhanh lên, tốc độ lên. Điếm đi. Như này. Xong rồi, điếm đi. Địt mẹ, ông để đánh người à. Đéo đâu, ta đánh người xem mà. Tao chỉ cực mẹ. Mình đánh một kiếp. Này cho thầy biết cảm giác là ngồi hút chi thuốc. Vậy anh tắt đánh người xem mà. À mà địt mẹ, ta lại để tắt đánh boss. bấm nhầm. Anh còn mấy người? Anh còn 7 ăn. Mày thì không ăn đi. Tôi mày ăn đi, này ăn cố đi. Thế em ăn được 7, coi em còn 6 ạc ăn sao? 6 ạc ăn được, còn Gabi Book nó chính là ăn được thoải mái. Làm ta đi. Đâu buổi vừa mới chém lướt cái mà đã đi ai mà ăn thế vậy. Thằng em, mày ăn Gabi chiếm xe của em toàn con. Cái bằng sách chứ. Đổ đấy à. Ủa nghệ thổ ngon mà. Có được mua đâu.
Mình đã tắt ông rồi, tắt đi. Ủa má vẫn để nhói nhói được cái á. Mới có chuyện có cái đi cho thằng bạn. Phải rồi. Tắt em ăn cuối cùng rồi. Ủa anh bé cấp mấy rồi? Cấp 3, cấp 4 rồi? Cấp 2. Ghê đấy. Em lên cấp 2 hay em lên cấp 3? Em cấp 3 chứ. Em đang cấp 2, em lên cấp 2. Ừ. Đang chờ anh mà, anh có viên 17 này không đây? Anh nếu là được có anh có 19 này, em có 3 bộ sách bây giờ, 1.000 vạn bây giờ, 3 viên thủy tinh bây giờ. 3 bộ sách lấy của anh gì? Đâu em vừa mua xong ấy, vào sách anh bắt gắp lên cấp 2 rồi đi. Để lên cho thầy, để thầy 10 nào. Không thích giờ 3 bộ sách tính hay là để nào em? Anh trừ cái gì được, không thì nãy được thì anh trừ phim luôn cũng được, không sao. Ừ, anh thì sao? Anh nên, hay trừ cái phim này để anh luôn ăn đi ven. Đúng rồi, trừ cái gì được. Trừ phim thì bám chính là cả phim và trừ cả phim. Đâu, cái này anh cứ ăn đi ven. Anh trừ luôn đi cũng được. Đây đây, em có bóp ai 10 nha, là hiểu không nha. Có thiếu lần nhớ tắt khoản đòn đấy nhé, anh đợi ở giữa đấy. Tỷ thuyền tinh ba, 5 viên thuyền tinh ba, 2 viên thuyền bốn, lộn trường một tối lắm. Anh nhưng mà có thằng anh có cùng viên bảy nào không? Đéo có. Viên tinh bảy thì anh vẫn có. Có là được rồi thì đưa một viên cho anh bảo lên mà không cãi. Có là được rồi lại còn kêu. Mẹ ôi giời ơi cái viên tinh, để tao chụp cái ảnh viên tinh cho mày xem để thằng trường ngoãn này. Chụp xong còn hai đứa đối chẳng phải trả lộn. 11 viên huỳnh tinh ba. Phải trả lộn. Đéo em thề đi dùng viên đếm chưa giờ mở nhiều huỳnh tinh như anh đâu ấy. À 11 viên huyền tinh 4. Ừ, thế bỏ 3 mặt dày. Thì 3, 4 gì thì xốp thì xong. Trong rồi, chắc trong rồi. Mà kéo này mày hồi mày bỏ luôn. Chạy rẽ đất rồi. Tiền mặt hạng. Mình chưa ăn em vô đầu tư ghé đi vô kéo ngon lắm. Thôi. Ok em. Đốt. Tắt Hiếu Lâm đi San San ơi. Cái gì nhỉ? Lúc nãy anh vay mình một thủy tinh đúng không? Biết. Vâng. Ừ, anh trả tinh kia mới một tinh bảy nọ nhé. Đáng biết. Rồi chạy thẳng ra giữa đi em. Anh kịp xem mấy chưa? Địt mẹ. Anh vẫn còn cái hai viên tinh bảy của nhân sư. Mẹ. Xong chưa? Ở đâu đây? Ok em. Chung đông. Yếu con khô ký gạo rồi à. Vô đây anh đang đánh boss cuối đây, anh đang đánh boss cuối đây. Tình 5. Nó còn boss để tí mà nó hồi máu nhanh vãi cứt. Tình nhanh em bình. Tình 4 đây anh lấy, tình 4 nó bắt hết rồi. Từ thường người ta vừa mới phi shop 11 viên. Mẹ mà người tình 3 nữa này. Được đúng như thịt nằm. Được thịt nằm như vậy mày không? Không dịch tên. Đấy. Như này là anh với mày hết nợ vật phẩm này. Còn đúng không? Còn tính cái võ lâm mật tịch trừ đi cái kia thôi đúng không? Đúng rồi. Luôn chứ. Lại thẳng vào giữa đi, xa 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 đây. Cái gì em? Không nghĩ thằng luôn chứ để. Ừ. Thì anh tính 3 bộ, tính 2 kim nhá. Thì anh chẳng 5 kim hết rồi. Năm kim nữa mà mình đánh đắp 2 kim rồi. Thế là mình còn có 3 kim để hoạt động thôi. 3 kim xong lại làm một phát nữa. Còn có 1 kim thôi. Đúng, đấy 5 trừ 2 còn 3 rồi đấy. Mẹ, này đi đèn quá mẹ. Em tới khác gì anh đâu, chả được cái bây giờ 11 cái viên kia mà nó là 7 thì thôi. Anh chán còn gì. Lột đặt tôi, cái kia nó là 7.
anh cũng chí phết đấy chứ, anh cũng nói chung là anh cũng chí đấy. Em vừa vừa đi chơi đòi nóng đéo chứ nhà chơi ngay. Em nói lúc đấy mình mở sai, mình đứng bị mẹ mày, mình phải đứng bên cạnh cái lần mày mình mở bị mẹ thằng nào đấy. À đúng rồi, mày căn bản là cái bên này mình không tìm cái chỗ hợp lý mình mở. Ừ. Như hôm nọ anh mở túi huyền tinh thì anh ra đúng chỗ thì Ivan đài đi mẹ mở ra luôn. Chúc em thành công đi nào. Hôm nay là thứ 8 rồi. Lên đi bang khỏe đánh như sướng. Hôm nay chúc em thành công đi nào. Giao miệng đi liền. Hai mươi mấy cái mỗi mảnh là hai mươi mấy cái. Mỗi mảnh bốn là trong mọi người tại. Thế nhưng mà thất bại mẹ nó chứ. Mình có thành công rồi. Thất bại thì thầy nhé. Chúng chia buồn cùng với thầy chưa coi hết thì thầy mới coi chữ TH thôi, còn cái chữ A hay là chữ thầy chưa coi hết, thầy mới coi chữ TH là thầy chưa thành công rồi. Thầy hay mới coi đến chữ A thì mong anh em thành công đỡ xịt nhiều, đỡ tốn tiền, được tiền để lên cái khác ngon hơn. Có đấy được không? một chạy tùy kinh lại tròn một bộ. Em về mua áo thằng kia đang đủ hết rồi. Đi gom số gạo, Đèo mẹ này lại thiếu một kim để ăn. À quên mất Ivan đâu. Bắt đầu dí lợ, cấn lợ. Ivan đâu? Anh có cần em chụp cái rương của em cho anh. Ôi tưởng mày có rồi. Rương thực sự có, anh hát rồi này, cho bay lại viên này. Cho kia bay lại viên đấy là chỉ cần Ivan, anh Ivan nhắc tên em thôi. Ôi dồi ôi, địt mẹ mày ác gì, toàn huyền tinh 7 thôi. Thôi, đừng có mà điêu. Mày à, mèo toàn huyền tinh 3, sợ địt mẹ mày 3, 5. Nó cứ 6, được 1 viên 6, được 1 viên 6. Tao còn đéo được viên 6 rồi. Được 1 viên 6. Ô, được 1 viên 7, ngon. Bú cái đầu anh ấy. Có tức cái mà bú. Có đâu mà bú, mẹ mày viên 6 là viên cao nhất, hết. Viên viên thế này lỗ. Lấy hết nợ của quyền rồi ăn đi về này. Rồi bắt đầu đi mẹ mày gom lúa. À Ivan đây còn túi nguyên liệu không? Túi nguyên liệu á? Ừ. Đây em cho anh một mả luôn. Ừ. Cái mình lâu lắm mình mới được ngửi cái cảm giác gọi là qua mẹ à mày. Tiền em phần thì đeo có ăn nhưng mà túi nguyên liệu rất nhiều. Thôi anh hứa là ăn nốt cái ác này đi mẹ. Thì cái giống đời nó vậy mà, cái giống bị ăn ca đúng không? Điện nó khổ lắm. Cứ khóc mãi thôi. Bú cái ác đi viêm đế cho nó tròn mẹ đi. Mình tự ăn à? Tự ăn hết. Bỏ 400 xu mà đu tấp kiếm mẹ nó 200 mà. Này. Điện Kinh Đông này. Bố anh nhưng mà, chỉ nhưng mình mà, lương. Nhưng mà anh đen nào hết đu cốc bang. Ừ. Có gì đâu anh bán với bọn bú. Anh toàn không mua. Hả? Bán cái gì? Bán cái gì? Mày nó thay đi đâu mà phải bán anh, nó lại bị nó mua, nó cái thật. Ô em đừng cười nhờ mấy cái thằng ấy, anh bán một xu nó chả mua à? Một à, xu gì? Đúng rồi. Quên. Dại vậy. Bán ấy á? Đồ tốt á? Anh bán cho cá nhân chứ có bán cho bang đâu mà sợ. Mua bán cá nhân chứ bán đéo gì bang rồi mua gì nữa đâu. Nó à không, bang nó vẫn mua nhưng bởi vì nó phải đủ 100k nó mới nhận thưởng. Thì thế anh bảo rồi, anh bán rẻ thì chúng nó chả mua. Nhưng mà bang có giao dịch được đéo đâu. Trong giao dịch event bang ăn giao dịch cần phải. Chuyến này bốc hết rồi. Đi mẹ có mấy ca này mà kêu một mả cái thằng kia. Ừ, mới mở được 1.7 chạy ba luôn, chạy ba luôn. Thịt mẹ. Bắt đầu có 1.7 luôn. 1.7 nào luôn ạ, à, được 2 thủy tinh ạ. À. Ôi giời ơi. Một cái sáng cũng đéo được 1.7 nào luôn, thịt mẹ bê bị Ivan. Đấy chứ mình thì mình nãy mình vừa kêu có 7 xong rồi. Không có phiên nào anh ơi, em không có phiên nào. Thỏ lưỡi đã nút luôn. Đây thì bây giờ xem bao nhiêu tiền vạn thôi. Em được 2 thủy tinh này, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nhà được 1k9 vạn. Được 1k3, được 1k3 một võ lâm mật tịch, đủ 2 phát đập. Ủa, được 3 rồi anh. Chả viên
Biết bên trong vậy đâu. Là còn nằm mấy bên nhà một viên thôi đúng không? Một viên, một viên. Em ghê không? Em chào kẻ hay đại không? Ta cũng gom tất cả thành 10 viên ít ạ. Viên huyền tinh 3 thì mất 3 nó đi chứ để mẹ mày 4 5 6 huyền tinh. Xin mảnh áo ngọc bội với xin áo 1 với ngọc bội 1 anh em ơi. Dương mày có, mày có nhiều mảnh 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 4 không luôn? Để em coi em lắp. Bữa giờ mở nhiều lắm mà đéo ra mảnh 1 và cái lồng mé nó bị cái gì. À tìm mẹ mảnh 1 tấm đấy trong vừa tròn. Đây này, về lấy cái dương này mà mở này anh ơi, đấy ơi. Thôi 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 thôi. Cái dương tiền vạn này mở nó mới hay ra mảnh 1. Thôi 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 thôi. Thôi. Để có thì mở thôi thôi thầy chứ mở nó tốt tiền lắm. Mẹ nó đưa cho anh 300 bao nhiêu cái anh mở hết mấy tiền trong cuối cùng ép cũng để làm gì đâu. Mẹ. Ép xong đi cho phải nài nỉ. Van xin đại lộc các ông lấy hộ con cái cho nó rộng riêng. Vừa xin anh Đoàn được cái mảnh 1 không em nhắc tới ngọc bội à. Ngoan phết. Năm 29 được. Gần như bây giờ. À còn đúng đúng 8 xu ở trong dương. Chết địt. Còn xu tiêu không? Thì cứ cứ thế thôi. Ivan cứ thế thôi. Thế thôi. Nói chung là tối nay cũng phải chốt. Yeah. Một con kim xài không? Cho mượn nè. Tối nay là phát đồ top băng các thứ luôn mà. Một kim. Một kim mà qua đây em cho mượn. Thế này em còn lương à? Tôi hết lương rồi đấy. Tôi phải bù lại thêm. Lương băng hội mà. Địt mẹ để yên anh ngăn nắp này sẽ ra hai cái tin mật. Trước tối anh trả em gì đâu. Em có. Thôi mà thế mà thôi 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 thôi. Thằng nào giờ đéo dùng cái gì? Tưởng ấy thì đưa. Giờ cũng hết chế để dùng xu rồi. Đúng rồi, rồi. Mình tím đi phải đòi lợ thôi, mình vẫn còn một con lợ nữa. Kinh quá nhờ, mấy anh này con nợ lắm thật đấy. Mình vẫn còn con lợ nguyễn Phạm Kim Huệ nữa. Mẹ Phạm Kim Huệ. Đấy Kim Huệ còn ở mình ở đây mới mặc nó ta, lên đổi mới được. Phạm Kim Huệ chơi đi mua bóng thiếu rồi. À cái bóng thiếu anh, xem thiếu anh Kim hả? Còn 15 cái rung mà kiếm bóng phái rồi ta. Cái lồn má thiếu đúng 20 cái. Thôi xin phép offline chi này, hẹn em tối nha.